Em giang tay chào đón dịu dàng tia nắng hồng. Anh Khôi. Thanh. Mong cho bao nguồn sống để anh đến. Uống nước đi Khôi. Ồ, nước gì vậy em? Trà gừng. Ủa sao bình thường là nước lọc mà hôm nay trà gừng? Ồ, hôm nay khác. Tại vì tối hôm qua đó, em lên mạng xem ấy, em mới cảm thấy rằng ở trên mạng nói đúng quá. Buổi sáng chúng ta phải uống một chút xíu trà gừng cho nó ấm cái cơ thể cả ngày, thanh lọc tất cả những độc tố ra khỏi cơ thể chúng ta. Phải không? Uống đi Khôi. Trời ơi, riết lại. Em cũng nghiên cứu nói chuyện y như là chuyên gia về sức khỏe vậy đó. Ừ. Anh này. Nên. Sao nó có vị mặn mặn vậy? Là muối đó. Tại sao trà gừng mà bỏ muối? Ở ngoài tiệm thì người ta bỏ đường. Nhưng mà Khôi ơi, Khôi phải biết á, Khôi lớn tuổi rồi đó. Bây giờ lượng đường ở trong người anh rất là cao nè. Rồi có bệnh nè, mỡ ở trong máu nè. Rồi bị bệnh bụng bự, bị bệnh gút nữa nè. Cho nên á, mình phải ăn những cái chất nào đó nó tốt cho cơ thể. Cho nên mình phải kết hợp trà gừng với muối là tốt nhất á. Cái này á, là em cố tình làm cho Khôi uống á. Nhưng mà gừng có tác dụng gì, rồi muối có tác dụng gì? Thì gừng á, làm ấm cơ thể, còn muối á, nó ướp cái bao tử của Khôi. Trời ơi, đang ướp như ướp cá vậy đó hả? Muốn nghĩ sao cũng được hết á. Uống đi Khôi. Đâu ra món này vậy trời? Ngon mà, uống đi. Thích quá hả? Em làm cho uống cả tháng. Thôi. Anh Khôi không biết đâu. Hồi xưa đó, ba má em nhờ cái món trà gừng này á mà sống với nhau chan hòa hạnh phúc cho đến bây giờ luôn đó. Ủa anh thấy đâu có liên quan gì tới hạnh phúc của ba má em đâu. Có chứ, ông bà có dạy gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Mỗi lần uống trà gừng với muối xin đừng quên nhau. Trời đất ơi, thôi. Anh uống được đâu, nước gì kỳ quá, mặn chát à. Thôi ngồi đi, Khôi không uống á, để chút xíu nữa em uống. Bây giờ Khôi ăn sáng nha Khôi. Gì vậy? Ăn cháo đi Khôi. Cháo gừng với chấm chút xíu muối mè. Cái gì vậy Tuyền? Dạ. Bây giờ cháo mà cũng có gừng với muối nữa hả? Vụ gì nữa? Thì em nói rồi, buổi sáng gừng rất là quan trọng, sẽ thanh lọc cơ thể mình, giữ cơ thể mình ấm áp suốt cả ngày. Còn muối có tính chất sát khuẩn, khi mà Khôi có khuẩn ở đâu thì muối sẽ sát. Ủa vậy còn cháo làm gì? Cháo cháo để nuốt, để khỏi phải nhai. Khỏi khó. Ăn cháo đi Khôi. Khôi, cháo là em cố tình đó, em làm cho Khôi ăn đó. Ngon quá hả? Nó mặn quá. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Thôi. Đó, em thích đừng quên nhau, em ăn luôn đi, anh không ăn đâu. Không, em nấu thôi, chứ em không có thích. Ăn cháo đi Khôi. Không ăn. Khoan đã. Khôi, sao nãy giờ em để ý anh chạy mà anh có ngước mặt lên trời nhiều hoài, sao anh thấy được anh chạy? Anh không biết sao nữa, mấy bữa nay ăn uống cái gì á, cái nó bị chảy máu cam hoài à. Đó cho nên anh lấy giấy anh nhét vô nè, anh ngước lên nè, lát nữa nó hết rồi. Anh có sao không vậy? Hết chưa? Trời ơi, đục, nãy giờ nguyên cái đoạn đường dài mà anh nhét hai cái cục khăn giấy vô lỗ mũi, sao mà anh thở được? Anh cũng biết sao nha. Nãy giờ anh chạy 3 vòng rồi đó mà không biết sao thở được mà chưa chết em. Chỉ có điều là khó thấy đường thôi, cứ thấy trời không vậy. Trời ơi khổ ghê vậy. Ê, sao kỳ? Anh cũng thắc mắc nha. Dạ. Em giải thích anh này coi, máu trong người mình á màu gì? Dạ màu đỏ. Vậy sao anh chảy máu mũi ra kêu chảy máu cam? Cái này em cũng không biết nữa. Không biết trả lời anh sao. Đúng rồi, mà sao tự nhiên chảy máu cam? Bữa giờ anh có ăn cái gì mà nóng không? Nóng trong người mới chảy được. Để anh nhớ coi, anh ăn cháo gừng nè, với lại trứng muối kho gừng nè, gà kho gừng nè, vịt hấp gừng nè, uống là uống trà gừng nè, ăn tráng miệng là mứt gừng. Hả? Sao mà thực đơn của anh cái gì cũng có gừng trong đó hết trơn vậy? Bởi vậy nóng trong người là phải rồi. Nè, em nói cho anh biết, từ nay về sau không được ăn thức ăn có gừng nữa, biết chưa? Nói em mới nhớ. Ủa sao cả tuần nay mắc cái gì mà cứ Tuyền cứ nấu cho anh ăn là gừng không ta? Uống trà gừng nữa đó. Thôi, không có được đâu. Rồi, anh biết rồi. Anh sẽ nghe lời em. Dạ. Anh sẽ không ăn gừng nữa. Ừ. Một thực đơn, một cuộc sống không gừng. Ừ.
chạy tiếp á. Dạ. Coi coi mảnh máu mũi chạy nữa chứ. Chạy nữa. Trời ơi chết rồi, trời ơi chết chết. Nhìn đường ra đi, nhìn đường ra đi. Gà kho gừng, canh cải nấu gừng, mứt gừng, thịt bò cuộn gừng và cuối cùng là gừng tươi. Hay quá. Cái gì vậy? Hả? Ủa nhà mình bộ có mới người, có người mới sinh em bé hay sao, làm gì mình được ăn gừng không vậy? Trời ơi, em nghĩ sao vậy? Trong cái cung của chị em mình không có ai sinh con gì hết trơn á đó. Thế sao ăn gừng không vậy? Có người mới yêu. Cái gì vậy? Mới yêu là phải ăn tiêu chứ. Khi nào tạm dừng mới ăn gừng? Trời ơi, vô duyên quá. Nó tầm bậy tầm bạ, vô duyên vàng cá duyên chiên. Cái gì vậy? Chứ chị em hỏi chị nè, tình yêu với gừng có liên quan gì với nhau không? Chị mà vô lý là em cho chị ăn hột bí đó. Trời ơi, em còn lì, em đi ăn bánh mì đi. Thôi, mà bây giờ nói đi, tình yêu với gừng có gì liên quan không? Thiệt ra đó, cái thực đơn này á là chị lên cho cái chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho anh Khôi. Ê thôi 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 nha. Thôi. Anh tên Khôi, anh nói thôi à. Nè, hai người thôi nha. Từ giờ trở đi anh nói rồi, không ăn món gì mà có gừng. Nè, Xuân đã nói rồi nha, ăn gừng không tốt cho sức khỏe. Ăn gừng nhiều sẽ bị nóng là mình sẽ chảy máu cam, mà khi chảy hết máu cam nó chảy ra máu đỏ, hết máu đỏ nó hết máu luôn, chết luôn. Đéo. Giờ hở ra cái xuân hạ thu đông. Trời ơi, xuân cái này, xuân cái nọ, xuân cái kia. Trời chị Tiên, nhìn chị như một con búp bê bị hư vậy đó chị Tiên. Em không thích ai mà nhắc tới xuân. Nhưng mà Tiên, em có biết em làm vậy khó coi lắm không? Rất khó coi, nhưng mà em không thích xuân. Cái gì mà xuân? Thì chết bà cho cậu Khôi ăn gừng nè, cái cậu Khôi cậu chết bây giờ á. Lì, ăn bánh mì. Tôi nghe nè, sưng là ăn bánh chưng. Công nhận nha Tiên, từ ngày á em đổi thực đơn á, anh ăn thấy ngon hẳn luôn đó. Nó ăn ngọt vậy mới được nè. Làm như trước đây em cứ cho anh ăn muối hoài, cái anh thiếu đường hay sao á. Em xin lỗi, em biết em sai rồi. Cho nên em mới nấu chè cho anh ăn đó. Anh thích hay là em vui rồi. Công nhận nha cậu, chị Tiên nấu chè ngon ha. Ủa chị Tiên, hả? Chè nào chị cũng biết nấu hết hả? Tất nhiên rồi, má chị đẻ ra bài học đầu tiên là dạy nấu chè đó. Nè, nói phải khoe nha, chè bà ba nè nha, chè bánh lọt nè, chè đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, nói chung các loại chè. Đi kiếm chị đi. Chị hả? Chị bữa nào dạy em nấu canh chua nha. Hả? Ủa là sao? Không, Ben thích ăn canh chua. Ủa? Ben đâu phải ba chị đâu, rồi tự nhiên cái bắt chị đi nấu canh chua cho Ben ăn. Phải mà, cười con gì. Chị không biết cho, tại vì Ben nó bỏ em hoài à, không có ở nhà ăn cơm với em. Bữa em ghé quán bà Bảy nha. Bà Bảy dạy em một cái chiêu. Chiêu gì? Ghê lắm. Ghê lắm là gì? Nói không hiểu gì trơn á. Thiệt, bà Bảy dạy một cái chiêu khủng khiếp lắm. Đi nữa kể riêng cho nghe. Thôi, nói bà Bảy hả? Nè, phải hỏi chị nè. Chị nói thiệt với em luôn. Bà Bảy chị hả? Trời ơi, chẳng những chỉ chị mà còn cho chị bùa tình yêu nữa đó. Thiệt ha. Bùa của chị á là 7 ngày sau, khi mà có đối tượng nào mình yêu thích mình cho ăn, 7 ngày sẽ có linh nghiệm. Nè, hai chị em, nói nghe. Làm ơn á, dẹp ba cái chuyện bùa tình yêu xàm xí đó đi nha. Nói chứ con thấy bùa yêu linh lắm. Linh lắm á. Khoan, rồi. Dạ. Giờ ăn hồi cậu cảm nhận, làm như là ở trong chè này nó cũng có gừng phải không ta? Có gừng. Hèn chi. Ăn hồi nãy giờ ha, nó nóng cái cổ. Bà bỏ gừng vô đây hả? Ủa mà sao không thấy miếng gừng nào hết mà sao? Đúng rồi cậu, nóng cổ luôn á. Làm sao mà thấy được, qua cái tài nghệ của chị. Chị lấy gừng tươi, chị xay nhuyễn như là sinh tố, sau đó chị nấu với nước đường, chị pha loãng ra, mất tiêu rồi. Tại vì cái món chè em không có gừng là không được. Trời ơi, cái gì vậy Tuyển? Anh đã nói là anh không có ăn gừng nữa. Bộ em muốn giết chết anh bằng gừng hả? Em có biết em suốt ngày ăn gừng, anh chảy máu cam. Đây nè, chảy cam áo luôn nè, thì được chết luôn rồi nè. Cậu xàm quá cậu, nghĩ sao cái máu cam mà chảy cam cái áo vậy? Tức quá mà. Tào lao, tự nhiên bỏ gừng vô. Ủa cũng hên như cậu. Chua kêu chị dạy con nấu canh chua á. Chị dạy con nấu canh chua mà chị bỏ gừng vô chắc chết. Ben ăn chắc mình bỏ em con luôn á. Mà bắt cái gì em bắt anh ăn gừng hoài vậy? Hả? Thì anh không có hiểu cái tình cảm người ta dành cho anh gì hết á. Cho nên anh có biết người ta khó khăn lắm, người ta mới năn nỉ được chị Bảy á hả? Là cho anh ăn 7 ngày mà anh mới có ăn có 4 ngày. Anh nghe lời xưng của anh á, cái anh nghỉ ăn là sao kỳ cục vậy? Nè, thì đó, bùa yêu của em á là nghe lời bà Bảy bỏ gừng vô chè cho anh ăn đó hả?
lại dạ. May lắm nha, là cậu có ăn có 4 ngày là cậu bỏ luôn á. Bằng không giờ này cậu chết queo, cậu chảy máu cam không những cam cáo mà cam luôn cái quần đó. Ủa thì của cậu á, cậu xàm nữa cậu. Trời nói quá đáng, vu vơ rồi anh ơi, anh có chết đâu. Tại vì anh ăn có 4 ngày thôi chứ ăn 7 ngày là anh chết rồi. Đúng rồi, anh ăn 7 ngày. Không, anh ăn có 4 ngày thôi. 3 ngày còn lại anh ăn bánh quy gừng. Có hộp bánh quy gừng. Đúng rồi, có trong tiệm mình có một cái hộp bánh quy là bả hay mua bả để hay gì nè. Không có, chị làm á. Là bánh quy gừng. Ừ. Là bữa giờ là anh ăn bánh quy gừng nữa hả? Ừ. Trời ơi, Tuyền ơi là Tuyền. Tuyền ơi, em u mê rồi. Em có biết không, người ta yêu nhau, người ta cưới nhau, người ta đến được với nhau là do họ hiểu nhau, họ tự cảm thấy hạnh phúc. Còn ba cái vụ bùa yêu gì đó, nó xàm lắm. Đó là dành cho những người yếu thế thôi. Còn con cũng vậy. Dạ dạ, con sao? Chuyện con với thằng Ben á, quan trọng là hai đứa phải hiểu nhau, thay đổi cách suy nghĩ về nhau thì mới hạnh phúc. Đừng có nghe lời bà Thanh Nữ, nhớ chưa? Dạ dạ, biết rồi vậy. Ủa, chị làm gì chị? Tôi biết mà. Trong cái cuộc tình này, tôi luôn luôn là một cái người yếu thế. Tôi đâu có lời lẽ nào để nói chuyện với những người mà kèo trên. Rồi không nói rồi, ăn gì, ăn dữ vậy? Nè. Sợ bà bị trúng mùa yêu, bây giờ bà làm ăn dữ vậy? Tôi đang cần trúng mùa yêu nè. Nè, nè, ê. Gì? Ôi, nhìn bà kìa. Gì? Để cha tôi. Tôi uống đi, tôi ăn đi thì tôi chết đi. Trời ơi, yêu thương khó quá. Trời ơi, em muốn sống bên anh chậu đời mà không được thì em chết đi. Nè, hết rồi. Cho tôi ăn đi, ăn đi. Nè, còn chén nữa nè. Ăn. Nhìn cái gì? Tôi ăn mà. Bà ăn quá trời ăn mà sao bà chịu chảy máu cam bà chết nè. Từ từ mới chết.